Cả kem. Chào mừng kem đến với tiết học tiếp theo của môn lịch sử lớp 7. Bây giờ cô mời kem quan sát cho cô một số hình ảnh sau đây. Nào, qua các bức hình này có gợi cho chúng ta liên tưởng đến một quốc gia nào trên thế giới mà em biết không? À, chắc chắn là nhiều bạn đã nhận ra được rồi đúng không? Qua hình ảnh trang phục, những cái hình ảnh về trang phục rồi là trang điểm cũng như là kiến trúc và các cái hoạt động nghi lễ này, ta có thể dễ dàng nhận ra được đây là muốn nói đến đất nước Ấn Độ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học tiếp theo. Bài 5, Ấn Độ thời phong kiến. Rồi cô mời kem quan sát cho cô lược đồ. Giới thiệu với kem về vị trí địa lý của Ấn Độ. Em nhìn lên màn hình cho cô. Đây là phạm vi lãnh thổ của Ấn Độ. Ấn Độ là một quốc gia có diện tích rộng lớn và có số dân đông trên thế giới, nằm ở phía nam của châu Á, thuộc khu vực Nam Á. Đây em, là quốc gia có số dân đứng thứ hai trên thế giới. Hiện nay dân số của Ấn Độ là lên tới gần 1,3 tỷ người. Còn đây là quốc kỳ của Ấn Độ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bài học. Thì trong bài học hôm nay, kem quan sát theo sách ở sách giáo khoa cho cô. Trong bài học hôm nay, mục thứ nhất là những trang sử đầu tiên. Thì mục này chúng ta sẽ không học ở trên lớp. Kem sẽ tự mình đọc ở sách giáo khoa cho cô. Phần này thuộc phần giảng tải. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu sang mục 2, Ấn Độ thời phong kiến. Thì ở mục thứ hai này, cô cũng sẽ hướng dẫn kem là nghiên cứu thông tin từ sách giáo khoa để kem sẽ lập cho cô một cái bảng gọi là bảng thống kê niên biểu. Thì trong cái bảng thống kê niên biểu này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái triều đại phong kiến ở Ấn Độ bắt đầu từ thế kỷ thứ 4 cho đến thế kỷ thứ 19. À, thì ở Ấn Độ đã trải qua nhiều cái triều đại và trong đó tiêu biểu là ta tìm hiểu về triều đại Gupta, Vương triều Gupta, Vương triều Hồi giáo Delhi, Vương triều Mughal. Vậy thì nội dung tìm hiểu của chúng ta là gì? Đó là chúng ta sẽ tìm hiểu các cái chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa dưới các cái vương triều này và kết quả hoặc các cái chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội đó đưa đến những cái kết quả nào, kết quả như thế nào cho các cái vương triều dưới thời cai trị của các vương triều. Thì kem theo dõi đọc từ sách thông tin từ sách giáo khoa để kem tự mình là cập nhật những thông tin phù hợp với yêu cầu vào trong cái bảng này cho cô ha. Thế thì bây giờ thì cô cũng đã là có những cái thống kê vào đây chúng ta tham khảo. Rồi sau đó thì kem sẽ tự mình đọc lại ở sách giáo khoa, chắt lọc những thông tin từ sách giáo khoa để kem cập nhật vào cái bảng này vào trong vở của mình nha. Như vậy ở cái mục Ấn Độ thời phong kiến này thì chúng ta không tìm hiểu quá sâu vào các cái triều đại phong kiến của Ấn Độ mà chúng ta chỉ làm cái công việc đó là thống kê những thông tin các triều đại như cô đã hướng dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua mục tiếp theo. Chúng ta sẽ tìm hiểu về văn hóa Ấn Độ. Thế thì trước khi tìm hiểu những cái thành từ về văn hóa của Ấn Độ thì cô cũng muốn là cùng với chúng ta là sơ lược lại một chút về lịch sử của Ấn Độ thời cổ đại. Thì như chúng ta đã biết ở lớp 6 chúng ta đã học và biết rằng Ấn Độ là một trong những quốc gia ở phương Đông cùng với Lưỡng Hà, cùng với Trung Quốc và cùng với Ai Cập là bốn quốc gia được hình thành sớm nhất ở phương Đông, là bốn quốc gia cổ đại. Và sau khi hình thành thì Ấn Độ đã có nhiều đặt người người Ấn Độ đã có nhiều cái sáng tạo, nhiều cái phát minh để tạo ra một cái nền văn minh, một cái nền văn hóa rất là đặc trưng của Ấn Độ. À, và một trong những cái thành tựu mà người Ấn Độ cổ đã phát minh ra đó là, em biết là người Ấn Độ đã phát minh ra cái gì không? À, đó là người Ấn Độ đã phát minh ra, một trong những người có công đầu là phát minh ra chữ số, phát minh ra toán học, đúng không? Và nhiều cái thành tựu khác nữa. Ở lớp 6 chúng ta đã học rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu. Vậy trong thời kỳ phong kiến thì nền văn hóa của Ấn Độ còn có đạt được những thành tựu nào, phát triển thêm như thế nào? Thì trước hết là chúng ta
tìm hiểu về cái thành tựu về chữ viết của Ấn Độ thời phong kiến. Thì có thể nói rằng là không phải tới thời phong kiến người Ấn Độ mới có chữ viết, mà chữ viết của người Ấn Độ đã được phát minh từ trước đó, từ thời cổ đại các em. Và nó đến thời phong kiến thì nó được phát triển thêm, hoàn thiện thêm, trở thành một cái dòng chữ viết rất là tiêu biểu của người Ấn Độ. Các em quan sát cho con một số hình ảnh sau đây. À, đây là cái bảng chữ viết của người Ấn Độ thời cổ đại. Đây là nó. Là nó. Các em có đọc được không? À, cô thì chịu rồi, không thể nào đọc được. Nó rất là khác biệt với chữ viết của người Việt Nam ta, đúng không? Khác biệt với nhiều chữ viết mà ta biết ở trên thế giới như là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, vân vân. Nó khác biệt rất là nhiều. À, cái dòng chữ viết này là một trong những cái dòng chữ cổ xưa nhất trên trái đất, và gọi đó là chữ Phạn. Chữ Phạn nha các em nha. Như vậy người Ấn Độ là một trong những quốc gia, Ấn Độ là một trong những quốc gia có cái phát minh chữ viết sớm nhất trên thế giới. Và đây là một kiểu chữ cổ. Thì ngày nay người Ấn Độ vẫn sử dụng cái chữ viết này, nhưng mà đã có sự cải tiến đi để nó hoàn thiện hơn, nó khoa học hơn. Còn về tôn giáo, thời phong kiến ở Ấn Độ có những tôn giáo nào phát triển? Các em theo dõi cho cô. À, có thể nói rằng là Ấn Độ là một quốc gia có cái tôn giáo rất là phát triển, và đặc biệt tôn giáo được do người Ấn Độ sáng tạo nên, đó là đạo Hindu, là một cái dòng tôn giáo mà có rất đông các cái tín đồ của người Ấn Độ theo. À, đa phần người dân Ấn Độ đều theo đạo Hindu. Và trong cái tôn giáo này thì có các vị thần. Vị thần ở đây tiêu biểu là có ba vị thần người Ấn Độ rất là tôn sùng, ngưỡng mộ, thờ cúng. Đó là thần sáng tạo Brahma, thần bảo hộ Vishnu, thần hủy diệt Shiva. Ngoài ra thì Ấn Độ cũng là một quốc gia có cái sáng tạo ra cái tôn giáo rất lớn ở trên thế giới, đó chính là Đạo Phật. Đạo Phật cũng có nguồn gốc được hình thành ở Ấn Độ. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về cái thành tựu về văn học của Ấn Độ thời phong kiến. Thì có thể nói là phát huy kế thừa những cái thành tựu về văn hóa thời cổ đại cho đến thời phong kiến, thì ở Ấn Độ có rất nhiều những cái thành tựu về văn học. Và điển hình trong đó đó là cái dòng văn học sử thi. Tức là những câu chuyện được ghi lại lịch sử, câu chuyện giả sử được ghi lại bằng những trang sử rất là hào hùng, rất là lãng mạn, như là thi ca vậy đó. Người ta gọi đó là sử thi. Và tiêu biểu một trong những cái tác phẩm tiêu biểu đồ sộ nhất bằng cái thể loại sử thi bằng tiếng Phạn của Ấn Độ, đó là cái tác phẩm Mahabharata. Ồ, rất là dài dòng đúng không? Rồi tác phẩm còn lại là tác phẩm Ramayana, là những cái tác phẩm nói về cuộc chiến giữa hai nhóm anh em trong họ, anh em họ trong cuộc chiến tranh Kurukshetra và số phận của các hoàng tử Kaurava cùng những hậu nhân của họ. Rồi, khá là khó đọc, cô đọc cũng ngập ngừng nữa. Rồi tiếp theo, đó là cái bộ sử thi Ramayana gồm 24.000 câu thơ đôi, tức là 48 dòng thơ. Ở Ấn Độ có một cái thể loại thơ viết bằng từng câu, từng cặp thơ, từng cặp cứ hai câu thành một cặp, hai câu thành một cặp. Tuy nhiên, cái tác phẩm này vẫn chưa bằng 1/4 khối lượng dòng thơ của bộ Mahabharata, nhưng bố cục là chặt chẽ hơn. Chủ đề của tác phẩm là câu chuyện tình duyên giữa hoàng tử Rama và người vợ trung thủy Sita. Và sau đây thì cô mời các em đọc những cái nội dung tóm tắt về câu chuyện sử thi giữa chàng hoàng tử Rama và nàng vợ trung thủy Sita. Xưa kia ở vương quốc Kosala, có ông vua già yếu tên là Dasaratha, có 4 người con trai do bà vợ sinh ra. Con cả Rama hơn hẳn các em về tài đức. Vua có ý định nhường ngôi cho chàng, nhưng vì bị trói buộc bởi lời hứa với bà vợ thứ hai, Kaikeyi xinh đẹp,
cho nên đã đày Rama vào rừng 14 năm và trao ngôi lại cho Bharata, con của Kaikeyi. Vợ Rama, nàng Sita cùng em trai Lamatana tình nguyện theo Rama vào rừng sống ẩn, luyện tập võ nghệ. Quỷ vương Ravana ở đảo Kanla lập mưu cướp nàng Sita đem về làm vợ. Hắn dụ dỗ và ép buộc nàng, nhưng nàng đã kịch liệt chống cự. Mất Sita, Rama đau khổ khôn xiết. Chàng quyết tâm cứu bằng được vợ về. Trên đường đi, Rama gặp và giúp đỡ vua khỉ Suriva. Sau đó, chàng được tướng khỉ Hanuman cùng đoàn quân khỉ giúp. Cuối cùng, Rama cũng cứu được Sita. Nhưng sau chiến thắng vẻ vang đó, để bảo vệ danh dự, đạo đức của mình cũng như của chính người vợ thân yêu, chàng từ chối Sita bởi chàng nghi ngờ tiết hành của nàng trong thời gian bị giam cầm với quỷ vương Ravana. Để Rama tin ở lòng chung thủy của mình, Sita đã bước vào lửa. Thần lửa Agni đã biết được là nàng trong sạch đã cứu nàng. Thấy vậy, Rama vô cùng sung sướng, giang tay đón nàng. Hai người đưa nhau trở về kinh đô trong cảnh chào đón nồng nhiệt của dân chúng. Thì đó là câu chuyện sử thi về chàng hoàng tử Rama và người vợ chung thủy Sita. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về cái thành tựu nghệ thuật kiến trúc của Ấn Độ thời phong kiến. Thì có thể nói đến cái lĩnh vực này thì Ấn Độ cũng là một trong những quốc gia có nhiều cái thành tựu về nghệ thuật kiến trúc không thua kém gì Trung Quốc kém. Tuy nhiên nó có mang những cái nét đặc trưng riêng biệt của văn hóa của Ấn Độ. Thì một trong những cái nét kiến trúc tiêu biểu của người Ấn Độ đó là kiến trúc điêu khắc chạm trổ theo cái tư tưởng hệ tôn giáo Hindu. Đây các em, ở Ấn Độ có rất nhiều các cái chùa chiền được chạm trổ bằng đá, bằng trong trên đá là và trên những cái bức tường của các cái đền chùa đó thì người ta thường chạm trổ ta điêu khắc những cái hình ảnh mà nó thể hiện những cái câu chuyện của đạo Hindu ở trong cái kinh thánh của đạo Hindu. Và tiêu biểu, một trong những cái công trình tiêu biểu của cái kiến trúc mang cái dáng dấp của đạo Hindu của Ấn Độ đó chính là cái chùa hang Ajanta ở Ấn Độ. Rồi tiếp theo, còn đây là một cái công trình kiến trúc cũng rất là đồ sộ của Ấn Độ. Đây là đền Sri, em nhìn cho cô này, phải nói là cực kỳ là tinh xảo, cực kỳ là độc đáo, là một ngôi chùa khổng lồ. Đây là ngôi chùa mà sau này người ta đã có trang bị thêm điện để làm phát sáng những cái bức tường, những cái điểm nhấn ở trên ngôi chùa này. Còn ngôi chùa này thì ở đây cái đường nét độc đáo là các em nhìn cho cô, cứ mỗi tầng ở đây đều được đúc bằng những cái bức tường người bằng kim loại, bằng đồng, có thể là có cả mà các cái kim loại khác, tạo thành một cái bức tháp đền rất là cao, nhiều tầng, và ở mỗi tầng đều có các cái tường người như vậy. Như vậy có thể nói, chưa nói gì đến những cái ý nghĩa khác, mà nhìn vào cái sự cầu kỳ, cái sự tốn kém là các em đã thấy khủng khiếp rồi, đúng không? Mà không phải chỉ một cái tầng tháp chính này, mà xung quanh đó còn có rất nhiều những cái tầng tháp phụ, nó cũng là tương tự như vậy. Đó. Còn đây là một lối kiến trúc khác nữa của Ấn Độ. Nếu như ta nhìn lại so với những cái kiến trúc trước ta vừa mới quan sát xong, thì cái lối kiến trúc này nó khác hẳn, nhìn sáng sủa hơn, nhìn nó tươi mới hơn. Thì đây là lối kiến trúc mang cái dáng dấp của đạo Phật, và nó thậm chí là nó còn mang cái dáng dấp của kiến trúc ở phương Tây. Thì có thể là cái công trình kiến trúc này nó được hình thành sau, cho nên là nó có sự giao thoa giữa cái nền lối kiến trúc của người Á Đông cùng với lối kiến trúc của người phương Tây. Thế thì ta có thể thấy rằng là Ấn Độ với cái nhiều cái thành tựu về văn hóa của Ấn Độ rất là độc đáo, rất là lớn như vậy. Và Ấn Độ là một trong những quốc gia phát triển sớm, có cái nền văn hóa phát triển mạnh từ sớm, cho nên chắc chắn là nó sẽ có ảnh hưởng đến các cái quốc gia lân cận, đúng không các em? Bởi vì đó chính là những cái thành tựu mà con người ta là tìm kiếm, con người ta hướng tới, người ta phát minh ra.
thì những cái thành tựu về văn hóa, về khoa học thì bao giờ cũng sẽ được những cái thế hệ sau người ta sẽ thừa hưởng. Vì vậy cho nên là cái nét văn hóa của Ấn Độ có ảnh hưởng rất lớn đến các nước ở lân cận, trong đó Việt Nam ta cũng không ngoại lệ. Thì cô mời các em quan sát cho cô một số ảnh hưởng về văn hóa của Ấn Độ đến các nước ở trong khu vực cả trên thế giới. Đây, ở Việt Nam ta thì có cái khu đền tháp của người Chăm ở Việt Nam. Các em nhìn cái lối kiến trúc đền tháp của người Chăm ở các tỉnh, cái vùng các tỉnh ở Bình Thuận này, ở Khánh Hòa, ở vùng miền Nam Trung Bộ của nước ta. Thì đấy là cái khu vực mà có nhiều người Chăm di cư từ phía Tây Nam sang đây sinh sống. Và những người Chăm này có nguồn gốc là từ phía Lào, Campuchia, nguồn gốc xa xôi của người Ấn Độ. Vì vậy cho nên khi đến sinh sống ở vùng đất Nam Trung Bộ của nước ta ở các thế kỷ trước thì họ đã mang theo những cái nét văn hóa của người Ấn Độ, và đến đây họ đã cũng xây dựng những cái đền thờ mang cái dáng dấp của cái đạo Hindu ở Ấn Độ. Đây các em nhìn thấy kiến trúc về chạm trổ trên các bức tường đá. Hoặc là một quốc gia lân cận của Ấn Độ nằm ở khu vực Đông Nam Á của chúng ta cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều của lối kiến trúc Ấn Độ. Đây là cái lối kiến trúc mang dáng dấp của đạo Phật Lạc Thuộc, một công trình kiến trúc rất là độc đáo ở nước Lào. Tiếp theo, đây, nhìn vào đây, các em chưa cần biết là tên gọi của cái quần thể kiến trúc này là cái gì, nhưng mà nhìn vào những cái kiến trúc này là ta đã thấy ngay cái dáng dấp kiến trúc của Ấn Độ, đúng không? Mang dáng dấp kiến trúc Hindu của người Ấn Độ. Và đây chính là cái công trình Angkor Wat ở Campuchia. Còn đây là Angkor Thom ở Campuchia, đều chịu ảnh hưởng rất lớn về công trình kiến trúc của Ấn Độ. Thế thì các em sẽ cập nhật vào trong vở cho cô những cái thành tựu về văn hóa của Ấn Độ. Chữ viết là chữ phạn. Văn học thì bao gồm có sử thi, thơ, kịch, kiến trúc. Thì kiến trúc Hindu và kiến trúc Phật giáo là hai lối kiến trúc nổi bật ở Ấn Độ. Như vậy đến đây thì bài học của chúng ta đã tìm hiểu xong các cái nội dung cơ bản về Ấn Độ thời phong kiến. Thì cô mong là về nhà các em sẽ đọc lại sách giáo khoa và hoàn thành cho cô cái bảng thống kê niên biểu như khi nãy chúng ta đã được hướng dẫn ở mục trước vào trong vở cho cô nhé. Rồi bây giờ tiết học đến đây là hết. Cô chào các em.